Kính thưa sư, con muốn học giáo lý nhưng con không biết những giáo lý nào cần thiết bắt buộc mình phải học. Cái giáo lý mà cần thiết bắt buộc phải học, đầu tiên là quý vị phải tìm hiểu về 10 cái nhân sanh phước. Tại vì sao? Người cư sĩ phải biết được những cái nhân nào là cái điều thiện, những cái nào là cái điều bất thiện. Quý vị phải biết 20 nhân sanh phước. Bố thí. Giữ giới. Tu tiến. Có nghĩa là hành thiền đi. Cung kính. Phục vụ. Tùy hỷ. Hồi hướng. Nghe pháp. Thuyết pháp. Sửa sang. Quy kiến. Đúng. Đấy. Thì đây là 10 cái nhân để quý vị sanh phước. Thì chúng ta sẽ dần, quý vị sẽ học dần, tìm hiểu dần từng cái một ở trong 10 cái nhân này. Ví dụ như trong bố thí đó, thì chúng ta phải tìm hiểu là bố thí nó gồm có những cái chi phần nào là cái sự bố thí tối thượng, là sự bố thí cao thượng, là sự bố thí trọn vẹn. Ví dụ như người bố thí, cái đối tượng bố thí, rồi khi chúng ta bố thí cần phải chuẩn bị cái gì, cái tâm của chúng ta bố thí là cần phải có cái tâm gì, những cái vấn đề liên quan, toàn bộ những vấn đề liên quan đến bố thí phải tìm hiểu, phải học hỏi. Đấy, đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải biết. Ngay cả như cái chuyện mà quý vị bố thí thực phẩm đến cho chư tăng, bố thí cúng dường thực phẩm đến chư tăng, thì mình cũng phải phải hiểu là cái loại thực phẩm nào chư tăng dùng được, cái thời điểm nào chư tăng dùng được, cái cách chế biến nào chư tăng dùng được. Đấy, cũng phải biết. Rồi đến cái phần giữ giới. Người cư sĩ có năm giới cơ bản, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì chúng ta phải hiểu là mỗi một giới như vậy nó có những chi phần nào. Ví dụ như tìm hiểu nè, sư đưa cho quý vị những cái keyword để mà quý vị tìm hiểu, tìm trên Google đó. Google chưa có tính phí đâu. Như, ví dụ như năm chi phần giới không sát sanh. Nó phải có những điều kiện, chứ không phải là mình cứ nói là không sát sanh, người tha hồ mà hỏi nhau, nếu cuộc tôi đi đường tôi đạp chúng con dung như vậy của tôi có sát sanh hay không, hoặc là tôi bây giờ tôi không có tự tự tay tôi giết, nhưng mà tôi để cho người khác giết như vậy tôi có phạm giới sát sanh hay không đó, hoặc là tôi kêu người ta giết con gà mà người ta không giết con gà, người ta giết con heo, thì tôi có sát sanh, tôi phạm giới sát sanh hay không. Thì khi chúng ta không có tìm hiểu kỹ những cái chi phần của các giới này, chúng ta không biết giữ giới. Sư không biết là sư có tự tin quá hay không, khi mà sư nói đó là chưa đến 10% người tự xưng là Phật tử biết được và nhớ được tất cả các cái chi phần của năm giới, năm giới cư sĩ đó. Rồi tu tiến là chúng ta phải tìm hiểu về các cái phương pháp hành thiền, đó là chỉ và quán. Chỉ thì có những cái đề mục mà quý vị phải phải ráng mà biết được. Ví dụ như là bốn đề mục từ tâm, bốn đề mục phạm trú. Chú, từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta cứ nói mà nói cái kiểu là chúng ta nói
nó qua miệng thôi. Chứ nhiều người đó họ không hiểu cái tâm từ là tâm gì, tâm bi là tâm gì, tâm hỷ là tâm gì, tâm xả là tâm gì, làm sao để phát triển bốn cái tâm phạm chú này họ không biết đó. Chúng ta chỉ nói ra rã vậy đó, từ bi hỷ xả, chứ chúng ta không có rõ lắm bốn cái này là cái gì, phải học phải tìm hiểu ha. Rồi bốn phạm chú người Phật tử mà phải có cái này, chứ còn không có thì nó kẹt lắm. Rồi sáu tùy niệm gồm có Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên. Đấy. Ít nhất là quý vị biết, người cư sĩ đó biết được mấy cái này thì nó là cái lợi cho quý vị. Còn thiền quán đó, còn gọi là tứ niệm xứ ha. Chứ còn mà nhiều người kêu cái phần mà tu tiến này, thay vì mà kêu kêu rõ ra cái tu tiến hành thiền đó, nhiều người họ chỉ kêu có mỗi cái niệm Phật thôi. Ủa lạ vậy, nguyên một cái việc là thực hành thiền chỉ quán mà họ gom là chỉ còn có mỗi cái chuyện niệm Phật thôi, thì tôi thấy là rất là thiếu sót, một sự thiếu sót rất là lớn chứ không phải nhỏ. Ngay cả cái chuyện là tùy niệm Phật là tùy niệm như thế nào cho đúng đó, thì cũng không nhiều người biết. Không nhiều người biết, Phật tử nguyên thủy đó thì họ còn biết một hai, chứ còn còn lại là hiếm lắm, hiếm lắm. Họ chỉ biết réo gọi tên Phật thôi chứ họ không biết tùy niệm Phật. Rồi chúng ta phải biết về cái thế nào là cung kính nè, thế nào là phục vụ nè, làm sao để tùy hỷ, làm sao để hồi hướng. Và chúng quý vị phải học cách nghe pháp. Nghe pháp không phải là nghe chuyện cười. Tôi thấy nhiều người ngộ lắm, mở các cái bài pháp ra đó, tiêu đề là cái gì, nghe cười bể bụng, sư nghe là sư nhức đầu rồi. Quý vị nghe pháp chứ không phải nghe chuyện chuyện cười. Nếu mà để nghe chuyện cười đó, mở tấu hài lên nghe ha. Nghe pháp không phải là để nghe ca nhạc. Nếu mà muốn nghe ngâm nga, quý vị mở ca nhạc lên nghe. Nghe pháp không phải là để nghe câu chuyện, để mà nghe ta kể chuyện đó, thì mở chuyện ra mà xem, mở sách ra mà xem. Nghe pháp là phải ra cho nghe pháp, nghe cho nó ra cái cốt lõi của pháp, học giáo lý cho đàng hoàng, chứ không phải là mình cứ mở mấy cái bài mà nghe nó hài hài đó, kể chuyện hài, kể chuyện ma, rồi bắt đầu ca hát hết giờ mình gọi nó là nghe pháp thì sẽ không đồng ý nhé. Cái vấn đề thuyết pháp thì thôi để qua một bên đi, chừng nào quý vị có được chánh kiến, chánh kiến chánh tư duy thì khi đó hãy nghĩ đến cái chuyện thuyết pháp. Và nhờ quý vị nghe pháp đó, quý vị có được cái là sửa sang tri kiến cho đúng. Khi mà chúng ta học giáo lý dần dần đó, thì tự nhiên là quý vị sẽ có được một cái gọi là chánh kiến ha. Đấy thì 10 cái đó là 10 cái mà người cư sĩ phải biết. Đừng có đổ thừa cái này là tôi không cần biết ha, tôi không cần biết thì nó không đúng.